Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi sáng ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn một cái tin vui về cái dự án Mission Network cũng như là hướng dẫn cho các bạn cái cách gửi staking để mà chúng ta tham gia cái testnet của cái dự án này. Rồi thì hiện tại thì cái dự án này thì đang ở trong cái giai đoạn testnet cũng như là thử nghiệm tất cả các cái phần mà giao dịch cũng như là staking để mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc mà mainnet và nhận cái token MSN của dự án này. Thì hôm trước thì mình cũng đã có một cái video cập nhật và chia sẻ đến cho các bạn, thì cái dự án Mission Network này thì đã công khai 5 vòng gọi vốn, là tất cả đã gọi vốn thành công là 1 tỷ đô la. Và cái tổng nguồn cung của MSN thì cũng như là về cái phân bổ token đó thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn ở cái video trước, và có rất là nhiều cái video mình hướng dẫn cho các bạn cái cách tham gia test testnet cũng như là swap tất cả các cái đồng token từ cái đồng Gaga sang cái đồng MSN testnet này. Đó thì các bạn có thể là xem các cái video trước kia để mà các bạn biết được thêm các cái thông tin, và những cái phần nào mà chúng ta chưa làm thì các bạn bổ sung để chúng ta chuẩn bị cho cái việc mà mainnet của dự án. Thì ở trên trang Twitter chính thức của dự án Mission Network thì cái trang Twitter này thì cũng đã có tích xanh và có 380.000 người theo dõi rồi. Đó thì có một cái bài tít mới đây nhất là ngày hôm qua nhé. Xlander Blockchain Layer 1 này, thế hệ tiếp theo được phát triển bởi Mission Network. Staking mã thông báo mainnet của Mission Network sẽ cấp tín dụng và sẽ được ánh xạ vào 100% vào vòng hạt giống của Xlander sau khi mã thông báo mainnet Mission Network trực tiếp. Đó thì cái thông tin này tức là cung cấp cho chúng ta là chắc chắn rằng cái dự án này sẽ được mainnet ở trong cái thời gian gần nhất. Đây thì có một cái bài tít cách đây 13 giờ này. Stake Mission Network này tham gia staking MSN để trở thành một phần của Xlander và chuỗi công khai Layer 1 định hình kỷ nguyên tương lai. Đó thì trên này là những cái bài bài tít mới quan trọng nhất ở trên cái trang Twitter của dự án thì mình cập nhật cho các bạn. Thì về cái phần mà khai thác cái đồng Gaga ở trên cái dự án Mission Network này thì hiện tại thì chúng ta cũng vẫn đang khai thác được. Thì các bạn có thể là khai thác ở song song cả trên máy tính cũng như là ở trên điện thoại. Tuy nhiên thì ở trên điện thoại thì chúng ta khai thác nó khó hơn, do là chúng ta phải sử dụng qua một cái trình duyệt trung gian, đó là cái MIXI, hay là các bạn sử dụng cái trình duyệt QKiwi để chúng ta khai thác cái đồng Gaga này. Đó. Thì các bạn nào khai thác được cái đồng Gaga thì chúng ta có thể là chuyển đổi ở sang cái đồng MSN của Testnet nhé. Đó, các bạn kết nối với cái ví MetaMask để chúng ta cả làm cái phần MS cái đồng Gaga về. Đây. Đây đồng Testnet này. Đây chính là cái đồng Gaga Testnet mà chúng ta hàng ngày chúng ta khai thác được nhé. Thì các bạn có thể chuyển đổi cái điểm Gaga này sang cái đồng MSN. Và các bạn nhìn thấy ở đây thì cái danh sách của mình đã swap từ cái đồng Gaga sang cái đồng MSN nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây MSN này. Thì sau này thì dự án có thể sẽ trả cho chúng ta cái airdrop bằng cái tổng số cái đồng MSN mà chúng ta có được ở trong ví các bạn nhé. Đó. Thì cái này thì dự án nó sẽ chụp nhanh cái ví của chúng ta, và đây là cái ví mà chúng ta kết nối với cái địa chỉ ấy. Chúng ta sẽ kết nối với cái ví MetaMask, và sau này thì nó sẽ chụp nhanh cái chuỗi khối giao dịch của chúng ta ở trên cái mạng mạng Eli đây. Seponia, tức là nó sẽ chụp trên cái chuỗi khối của mạng Seponia để họ sẽ biết được chúng ta là thực hiện bao nhiêu cái giao dịch, và tổng cái khối lượng MSN chúng ta có được ở trong ví thì nó sẽ hiển thị và người ta sẽ biết ngay là chúng ta đã thực hiện bao nhiêu cái giao dịch. Đây là về cái phần thông tin giới thiệu hướng dẫn kết nối ví này. Thì các bạn có thể xem ở cái phần này. Ở đây thì họ đã hướng dẫn rất là chi tiết.
cách thêm mạng cũng như là claim cái faucet miễn phí cái đồng ETH của mạng Sephora để chúng ta claim cái đồng MSN về đó. Thì các bạn có thể là nghiên cứu ở trong cái bài hướng dẫn ở đây, dự án nó cũng đã soạn một cái bài hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể ở đây này đó. Sephora này dựa trên testnet MSN token đây này, và yêu cầu Sephora thì nó cũng có cái link sẵn cho chúng ta để chúng ta vòi cái ETH cho Sephora hoặc là vòi Sephora để chúng ta có thể là làm cái phí gas để chúng ta claim được cái đồng claim được cái đồng MSN về đó. Thì các bạn kích vào cái link này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần để cho chúng ta claim về. Thì việc này thì chúng ta chỉ cần là dán cái địa chỉ ví ở đây thôi. Đây mình sẽ copy cái địa chỉ ví của mình ở cái ví của mình kết nối với dự án nhé. Đó, ở đây thì mình đã claim về đây này. Đó, nhiều bạn không biết claim ở đâu và làm sao để có cái phí này. Đó thì ở đây thì các bạn giải cái hình captcha này. Ở đây thì chúng ta phải đăng nhập tài khoản. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta phải đăng ký tài khoản nhé. Trước đây là mình cũng đã tạo tài khoản rồi. Đó, thì nếu như cái này mà các bạn không tạo được tài khoản thì chúng ta có thể vòi bên Sephora bên này. Đó thì nó có sẽ có hai cái trang để chúng ta claim. Đây các bạn dán cái địa chỉ vào đây thôi. Sau đó thì các bạn nhấn Start Mining này. Giải hình captcha. Rồi các bạn nhấn Start Mining này. Đó như vậy là các bạn sẽ là claim được về cái chúng ta sẽ đào được cái đồng ETH của mạng Sephora, nó sẽ trả về cái ví cho chúng ta. Đó thì các bạn cứ để như này thì nó sẽ chạy thôi. Nó chạy và cho chúng ta sẽ nhận được về cái đồng ETH này. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy được là số lượng công nhân là 4 trên 4 này. Phần thưởng yêu cầu tối thiểu là 0.05 ETH trong tháng này, tối thiểu. Và phần thưởng yêu cầu tối đa là 1,5 Sephora. Thời gian phiên còn lại là 11 giờ 59 phút nữa thì vào chúng ta bấm một lần. Đó, thì đây là chúng ta sẽ khai thác cái đồng Sephora nhé. Rồi quay trở lại với cái phần mà nội dung chính về cái việc mà gửi staking. Thì khi mà chúng ta đã claim, khi mà chúng ta đã chuyển đổi được cái đồng Gaga sang cái đồng MSN rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta gửi staking. Tất cả các cái việc mà chúng ta làm hiện tại đây là chỉ là test net các bạn nhé. Thì các bạn nhấn vào cái phần Tắc kê Mission Network, thì cái link này thì mình sẽ để cái phần mô tả của video, thì các bạn kích vào. Đó thì các bạn chờ một xíu nó sẽ nhảy ra phần này và nó sẽ yêu cầu chúng ta kết nối ví. Thì các bạn kết nối với cái ví mà chúng ta đào cái đồng MSN nhé, cái đồng Gaga. Thì các bạn kết nối với cái ví từ cái trang Sake Mission Network này với cái ví mà chúng ta đang làm testnet. Đó thì các bạn đồng bộ cái ví vào. Thì cái việc này thì chúng ta làm ở trên máy tính thì nó sẽ thuận tiện hơn, còn đối với các bạn làm ở trên điện thoại thì nó cũng hơi khó một xíu. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái địa chỉ ví ở đây. Và chúng ta sẽ nhấn vào Sake này. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy được cái số lượng cái đồng MSN của mình đang có nhé. Mình đang có là 17.900 179.617 cái đồng MSN. Đó thì các bạn có thể là gửi hết hoặc là các bạn có thể là gửi 1.000 thôi. Ví dụ như mình ở đây là mình sẽ gửi 1.000 nhé. Đó, mình sẽ lấy ví dụ mình gửi 1.000. Cái này thì các bạn gửi bao nhiêu cũng được, không quan trọng. Đấy, các bạn nhấn vào con fit này. Tiếp theo là phụ cấp là không đủ, vui lòng cho phép bên thứ ba chi tiêu MSN từ số dư hiện tại của bạn. Và chúng tôi khuyên bạn nên đặt một giá trị lớn để tránh các yêu cầu lặp đi lặp lại. Đó thì đang chờ xử lý này. Thì nó sẽ kết nối với cái ví MetaMask của chúng ta mà cái ví mà chúng ta có cái số dư ấy. Thì ở đây thì các bạn có thể nhập tối đa hoặc là các bạn có thể là nhập
cái số lượng trùng khớp với bên kia. Đây các bạn nhấn chấp nhận này. Ở đây nãy là mình gửi ticking có 1.000 thôi, mình sẽ nhập lại số đa số 1.000. Còn nếu như tối đa thì các bạn có thể nhấn vào cái sự tối đa ngay bên cạnh đấy nhé. Thì các bạn nhấn tiếp theo này. Các bạn nhấn chấp nhận này. Và tất cả các cái giao dịch này thì đều phải cần có cái đồng ETH của mạng Shopee Seponia nhé. Rồi, như vậy là đã đồng ý chấp nhận thanh toán. Thì các bạn chờ một xíu thì nó sẽ OK, như vậy là đã thực hiện cái giao dịch thành công. Thì các bạn có thể xem cái phần mà chuỗi khối của Seponia ở đây, thì mọi cái dự án người ta đều xem được cái địa chỉ ví của chúng ta thông qua cái việc mà ở trên cái mạng trên cái chuỗi khối Ethereum mạng Seponia đó, họ đều là theo dõi được đó. Và những cái ví nào mà không tham gia cái những cái testnet này thì họ đều có thể là check được cái địa chỉ ví của bạn. Rồi, như vậy là đã chấp nhận thành công nhé và chờ xử lý này. Đó thì các bạn nhấn vào xác nhận giao dịch này. OK, như vậy là đã thực hiện cái giao dịch thành công rồi. Thì các bạn sẽ thấy cái phần mà tắc kê ở đây này. Các bạn muốn tăng tốc thì chúng ta kích vào cái nút tăng tốc là cho nó nhanh này. Đó, như vậy là đã tắc kê thành công nhé. Mình đã tắc kê thành công. Tổng số token MNL của mình có được đây. Hiện tại có đây này. Số dư của ETH mạng Saponia này. Thì các bạn quay xa ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái phần cọc của mình, tức là cái phần staking của mình này là 1.000 cái đồng MSN nhé. Còn nếu như các bạn muốn cọc thêm thì chúng ta lại kích vào đây và chúng ta xem cái số dư ở đây, các bạn nhập xuống bên dưới này và các bạn nhấn xác nhận, nó nằm lại tương tự như vậy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mà cái phần tín dụng lãi suất của mình nó đang nhảy ở đây rồi. Đó. Thì các bạn có thể nhấn vào thu hoạch. Ở đây mình sẽ nhấn thu hoạch cho các bạn xem nhé. Tất cả các cái giao dịch thì đều liên kết với cái ví MetaMask của chúng ta này. Đó, các bạn nhấn xác nhận này. OK, đã nhận giao dịch này. Rồi, như vậy thì là mình đã claim được cái số dư lên bên xuống bên dưới này rồi nhé. À, tốc độ và gửi ticking thì cũng khá là nhanh. Đó. Rồi. Thì cái phần mà gửi ticking thì nó cũng là khá là đơn giản thôi. Còn các bạn không muốn gửi ticking nữa thì chúng ta nhấn vào vào ăn tắc kê thì nó sẽ trả cái số dư này cho chúng ta về trong cái ví MetaMask của chúng ta nhé. Rồi. OK, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.